Giỏi quá ha. Má. Má má cái gì? Tưởng về đây là không ai tìm ra hay sao? Ừ? Má, má xuống đây làm gì vậy? Nhỏ hỏi ngộ không? Đây là nhà của tía tao rồi tao về. Hồi đó giờ má có coi ông ngoại là cha của má đâu. Mà ông ngoại á cũng coi như má đã chết rồi. Kìa, má dòm hình kìa. Mày dám trả treo ta? Mày dám trả treo tao phải không hả? Má, má thôi đi. Má làm gì vậy? Đây là nhà ông ngoại chứ có phải là nhà ông Sáu Xuyên đâu mà má làm trời làm đất đây. Con này hay ha. Mày biết đây là nhà ông ngoại, vậy tao là cái gì hả? Hắn con mất đất kìa. Tao đó mày hả? Con mất đất kìa. Mày dám mất đất kìa. Mày làm gì vậy? Bỏ cái chỗ xuống. Đồ đạc ở trong nhà của tao, tao cấm mày tuyệt đối không được đụng vô. Đi ra. Tía à, có cây chổi. Tía nói quá vậy. Quá hả? Mày ra khỏi nhà tao tức thì. Tính về đây làm loạn hả? Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày ở trong nhà tao. Đi ra. Đi đi. Tía à, tía đừng có bệnh nữa. Tía có biết là nó đang bôi trôi trái trống trên mặt con không? Má ơi má. Bôi trò hả? Cái việc làm mày sạch sẽ lắm hay sao vậy? Mà mày nói là người khác bôi trò trái trống lên mặt mày. Nhưng mà tía có biết nó đang làm chuyện gì không? Tía có biết nó đang làm chuyện gì không? Má. Con lại tao má. Tao đã nói mà. Đừng có kêu tao bằng tía. Tao chỉ có một đứa con tên là Bông, nhưng mà nó đã trôi sống chết yểu từ lâu rồi. Trời ơi. Tía ơi. Má. Tía mà nói như vậy làm sao con dạy được con Thanh hả tía? Má đừng mà má. Nó đã chửi quen rồi. Má. Người ta đã không nhận đứa con đó. Người ta còn qua nhà chửi vô mặt của con. Tía có biết không? Cũng tại cho tao vô bước, không ai dạy dỗ, cho nên nó mới trót dạy lỡ lầm như vậy. Tao sẽ bảo bọc cho nó. Mày đừng có ở đây mà la lối ôm sòm cho làng xóm người ta nghe. Nghe chưa? Nhưng mà tía lớn tuổi rồi, tía làm sao có sức khỏe để lo cho nó. Chuyện của gia đình con để con giải quyết. Đi mày, đi ba. Mày đi con. Ba sẽ đưa con vô bệnh viện để xử lý vụ này. Thôi. Mày nói cái gì? Quân ác nhân thất đức. Nè, tao nói cho mày nghe nghe. Một mạng không? Mà mày nói giết người như chơi. Đi ra khỏi nhà tao. Đi. Tía. Nếu mà cái con Thanh nó khờ dại á, thì để tự ông cháu tao giải quyết. Nếu từ trước tới giờ mày biết lo cho nó, biết kỹ tới nó, biết có trách nhiệm với nó, thì không bao giờ xảy ra cái chuyện như vậy. Tía ơi. Nhưng mà con Thanh nó còn trẻ, còn có tương lai của nó. Nó còn có thể làm lại từ đầu. Bây giờ khi không nó ôm con như vậy, không có một nghề nghiệp gì, làm sao mà nó nuôi con được đây hả tía? Nè, cái ngày xưa, cái ngày mà mày cuốn gói theo thằng Sáu Xuyên, thì lúc đó mày làm sao? Hả? Có phải là mày bằng trang tuổi nó hay không? Hả? Người ta đã có vợ có con đùm đề rồi, mà mày vẫn nhào vô để pha đâm gia can người ta, thì lúc đó ai là cái người bôi cho trát trâu vô mặt tao? Quả bao mà. Tía à, bởi vậy con không muốn con Thanh đi theo vết xe đổ của con nữa. Thì có hiểu hay không? Tao cấm mày kêu tao bằng tiếng mà. Mày đi ra khỏi nhà tao. Cái thứ người như mày á thì đừng có dạy dỗ ai nữa. Đi. Đi ba. Đi về Sài Gòn với ba. Đi. Mày đi một mình ơi mày thôi. Để cho nó yên. Chuyện của nó tao sẽ lo. Còn tao cấm mày. Thấy không?
nhúng tay vào cái chuyện thất nhân ác đức một lần nữa. Mày hiểu chưa?